đã có kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 và em là một trong những số thí sinh rớt đại học. Nghe thì cũng phải buồn á các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, đại học không phải là con đường duy nhất để các bạn dẫn đến thành công đâu. Ngày hôm nay video clip này mình muốn gửi tặng cho những cái bạn nào mà đã thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 mà số điểm của mình không được cao á. Các bạn đừng có buồn nữa, đừng có cảm thấy tuyệt vọng hay là thất vọng với bản thân của mình. Học tài thi phận mà các bạn, có lẽ kỳ thi năm nay không phù hợp với bạn, không thể có một cái kết quả cao như đúng mong muốn của các bạn được. Có thể rằng năm nay các bạn sẽ không được đặt chân vào ngôi trường mà các bạn mơ ước, không thể trở thành tân sinh viên của một ngôi trường mà các bạn hằng mong muốn có được. Nhưng mà không sao cả các bạn, con đường đại học của các bạn có thể bị khép lại, tạm khép lại trong năm nay, nhưng mà năm sau các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu thi lại được. Con đường đại học của bạn có thêm một cái chông gai thử thách đó thì xem như là một cái hành trình thôi. Nhưng mà cái con đường đời của mình còn dài lắm các bạn, nó ở đây không phải là phiến diện gì cả. Nhưng mà có một số người á, người ta học đại học ra, người ta vẫn chênh vênh với cuộc đời này. Nhưng mà có những người, người ta không học đại học nhưng mà người ta cũng rất là thành công trong cuộc sống. Vậy tại sao các bạn phải buồn làm gì, phải thất vọng và phải làm cho bản thân mình trở nên tồi tệ hơn? Hãy tích cực lên, hãy sống tích cực lên các bạn. Năm nay các bạn thi rớt thì hãy cố gắng, năm sau các bạn ôn lại, các bạn thi lại cũng được. Nếu năm nay các bạn không có thể vào một cái trường mà các bạn mơ ước thì các bạn có thể tìm kiếm một cái công việc, một cái ngành nghề nào đó mà các bạn yêu thích, học nghề nó đi. Hoặc là các bạn có thể bắt đầu start up bằng những việc kinh doanh nhỏ lẻ. Hoặc bên cạnh đó là các bạn có thể học thêm những cái khóa học kỹ năng, hoặc thêm những cái khóa học nào đó để có thể trau dồi cho bạn thêm một cái lượng kiến thức. Đừng có bỏ phí cái khoảng thời gian kể từ sau khi bạn rớt đại học, và cũng đừng dành thời gian bi lụy cho nó quá nhiều. Đồng cảm với các bạn là sau khi mà các bạn nhận được một kết quả là các bạn không đậu vào một cái trường nào đó, mà ngôi trường đó các bạn đặt rất là nhiều kỳ vọng, thì các bạn cũng sẽ rất là buồn. Nhưng mà mình dành thời gian buồn của mình ít thôi các bạn. Hãy dành thời gian còn lại của các bạn để cố gắng, để nỗ lực, để theo đuổi đi. Ai mà không có những cái thất bại trong cuộc đời, đúng không? Có những người người ta gặp thất bại, người ta gặp những cái cản trở của người ta rất là sớm và gặp rất là nhiều luôn các bạn. Nhưng mà người ta cũng vượt qua nó, cố gắng nó. Thậm chí là có những người khuyết tật đó các bạn, người ta không có chân, người ta không có tay, nhưng mà người ta vẫn cố gắng vươn lên và bây giờ người ta trở thành một người thành công. Còn bạn thì sao? Bạn có đầy đủ mọi thứ nhưng bạn kém sự may mắn thôi. Trong năm nay các bạn không thể đạt được kết quả tốt thì năm sau, năm tới, và thậm chí là các bạn không thi đại học nữa, nhưng mà các bạn có một cái con đường khác ở ngoài đời. Một con đường đó nó sẽ vẽ ra các bạn, và các bạn đi theo con đường đó. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa mới nó sẽ mở ra. Quan trọng nhất là bản thân của mình có cố gắng, có vượt qua nó hay không. Và các em ơi, nếu như mà các em vấp ngã trong cuộc đời này á, mà các em cảm thấy khó khăn á, mà cần một cái người tâm sự, động viên, an ủi, thấu hiểu các em á, thì hãy comment, hãy liên hệ anh đi. Anh sẽ dành thời gian để tư vấn, để gọi là trò chuyện cùng các em, và sẽ cùng các em vẽ ra những cái con đường của các em. Anh sẽ lắng nghe câu chuyện của các em nhiều hơn. Anh không giúp được gì hết, anh chỉ có thể lắng nghe câu chuyện của các em và đưa ra những cái lời khuyên cho các em để mà các em có thể có được một cái định hướng rõ ràng trong cuộc đời của mình thôi. Vì vậy, những bạn nào mà xem xong cái clip này, anh không phải là một người truyền động lực như truyền nước biển đâu các em. Anh là một người để lắng nghe và chia sẻ thôi. Anh không giúp đỡ ai cả, anh cũng không có thể đẩy các em vượt qua khỏi vực thẳm đó. Nhưng mà cái anh có thể giúp được tụi em đó là giúp các em tìm đúng ánh sáng của đời mình. Vì vậy, nếu có bất kỳ khó khăn gì, hãy liên hệ anh. Anh sẽ không hỗ trợ bằng tiền bạc vật chất được, nhưng mà anh sẽ củng cố về mặt tinh thần cho các em. Cố lên nào các bạn trẻ, năm nay thi rớt, hãy làm lại từ đầu. Thất bại chỗ nào thì hãy đứng lên ở chỗ đó, và hãy bước qua nó bằng một ngón chân. Bằng một ngón chân.